Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay phong thủy may mắn sẽ nói về tử vi tuổi Tân Mão trong năm 2020. Bản mệnh đặc âm là Bích Thượng Thổ. Tử vi con giáp tuổi Mão này phong thủy may mắn cảnh báo cần phải cẩn thận với họa thị phi, họa đào hoa dữ do thái tuế gây nên. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng bởi đường công danh tài lộc khá vượng, chuyện tình cảm cũng không phải không có cách giải quyết. Để nghênh đón thái tuế năm 2020 Canh Tý, phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phủ là bùa may mắn cho các bạn tuổi Mão trong năm 2020. Anh chị hãy liên hệ trực tiếp với chương trình để nhận được món quà này nhé. Và bây giờ, các bạn hãy cùng phong thủy may mắn tìm hiểu về tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Tùng Bách Mộc, có ngày sinh từ mùng 6 tháng 2 năm 1951 đến ngày 26 tháng 1 năm 1952. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Xem tử vi sự nghiệp tuổi Mão năm 2020, canh kim lộ xuất chính quan, thái tuế tí thủy tọa tại thiên ấn. Quan ấn tương sinh chủ về sức khỏe, tài lộc, tuy vậy bị thái tuế chiếu nên mọi việc khó khăn. Nếu con giáp này nản chí từ bỏ thì nhiều việc dở dang không thành. Muốn thành công cần kiên trì và nỗ lực nhiều hơn từ bản thân, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Tuy có lộc lá nhưng người nam bản mệnh tuổi Tân Mão cũng cần phải chú ý về sức khỏe. Cố gắng tránh những đồ uống có cồn, không nên dùng các chất kích thích để phòng ngừa hạn chế các bệnh về nội tạng. Cụ thể, xét về công danh sự nghiệp của tuổi Tân Mão trong năm 2020, năm nay Tân Mão bị thái tuế chiếu nên báo hiệu về một năm công việc làm ăn khá là vất vả, hay phải suy nghĩ về công việc không được tốt. Không nên huy động vốn làm những việc lớn, những người làm kinh doanh thì cũng ít lộc lá hơn năm trước. Để cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông hơn, hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925. Mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi, 12 con giáp. Trong cùng là âm dương bát quái, có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho bạn có được công việc hanh thông, tài lộc thăng tiến. Xem vận trình tài lộc của tuổi Mão năm 2020, thái tuế tí thủy còn là sao trợ về tài lộc. Trong năm này thì bản mệnh có tài vận không tồi, dễ có sự tăng tiến về lương thưởng, mức đãi ngộ cũng có nhiều cải thiện, được hỗ trợ thêm về chính sách. Con giáp này dễ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Quý nhân ở đây là nữ mệnh, khả năng cao là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà. Nhờ sự hỗ trợ của quý nhân mà tuổi Tân Mão sẽ đạt được những bước tiến không nhỏ trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Song cũng có thể con giáp này sẽ có thêm thu nhập phụ từ chính công việc của mình, khi mà vị trí bạn đang nắm giữ được hưởng thêm hoa hồng từ nhiều phía. Tuy nhiên thì tiền này cũng ẩn chứa không ít hậu họa phía sau. Nếu không thấy an tâm thì nên tìm cách để từ chối khéo léo là hơn. Bản thân bạn phải chú ý cân nhắc, tránh để cho phát tài hôm trước hôm sau họa ập tới. Khuyên người nam mệnh Tân Mão hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ, in hình 3 con linh vật Hợi, Mão, Mùi, sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Còn xét về sức khỏe của tuổi Tân Mão, tử vi 2020 của tuổi Tân Mão cho thấy con giáp này sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế nên không được tốt cho lắm. Bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là bệnh về gan thận, tim mạch do phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống. Con giáp này còn có thể mắc bệnh về khớp nếu môi trường sống là nơi âm u, ẩm ướt hoặc trước đó sinh hoạt lâu ngày trong môi trường ấy. Tới năm 2020 thì sẽ phát bệnh, thậm chí còn phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa. Tuổi Tân Mão nên lưu ý hạn chế tránh uống quá nhiều rượu bia, bạn có thể sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu không biết quý trọng bản thân mình. Để hạn chế bất phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe, các bạn tuổi Quý Mão hãy thỉnh thập nhị bát bảo để đem lại may mắn nghênh đón thái tuế, giải vận đen trong năm 2020. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống, gia đạo, tình cảm gia đình không được tốt, có sự bất hòa giữa tình cảm vợ chồng và con cái trong nhà. Còn về phương diện sức khỏe, năm 2020 quý bà đề phòng bệnh nặng và ra ngoài nên lưu ý chân tay cẩn thận, thận trọng đi lại, dễ xảy ra va quệt.
để giảm tà khí, sát khí, hạn chế bất phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe. Các bạn tuổi Mão hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại may mắn, tránh được vận đen trong năm 2020. Còn xét về phương diện công danh sự nghiệp, công việc làm ăn không được tốt, gặp nhiều trở ngại và khó khăn trong việc làm ăn. Tuổi Tân Mão quý bà nên dùng màu đen để tăng cường tài lộc và sức khỏe của bản thân, không nên dùng màu đỏ, chủ về mọi việc bất ổn, lo lắng, suy nghĩ nhiều. Còn xét về tiền bạc, nữ mệnh Tân Mão tiền bạc làm ra bình thường, không có lộc về tiền bạc, đôi khi còn có họa về tiền bạc. Còn xét về phương diện tình cảm vợ chồng trong năm nay có phần lục đục, dễ bị kẻ thứ ba chen vào gây ra hậu quả ảnh hưởng đến con cái. Lục đục ở đây chủ yếu là trong chuyện chăn gối, vì thế muốn hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh Khổng Tước Phỉ Thúy. Khổng Tước Phỉ Thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về nhân duyên, nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Mão năm 2020, tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng đầu tiên của năm Canh Tý, tuổi Tân Mão sẽ gặp đủ chuyện rắc rối ngoài ý muốn, nhất là trong công việc và tình cảm. Áp lực đến từ nhiều phía, sai lầm thì nối tiếp sai lầm, thất bại càng thêm chồng chất, khiến cho con giáp này muốn gục ngã. Trong công việc thì những ý tưởng, dự án, kế hoạch mà con giáp này cất công chuẩn bị đưa ra thì đều bị cấp trên phủ quyết. Tử vi tháng 2 âm lịch, vào tháng 2 âm lịch thì tuổi Tân Mão tài lộc ít, khi đó sức khỏe lại không được tốt, dễ mắc bệnh tật ốm đau. Còn xét về tài lộc của con giáp này trong tháng 2 âm, bản mệnh vẫn bị nhiều khó khăn cản trở, không phát huy được hết năng lực của mình. Những mục tiêu không được hoàn thành đúng thời hạn đề ra. Bản mệnh đừng thấy thế mà cuống quýt mất bình tĩnh, càng những lúc như thế này thì càng phải bình tâm để giữ cho đầu óc sáng suốt, nên tìm hiểu xem nguyên nhân bắt nguồn từ đâu mà tìm cách điều chỉnh cho hiệu quả hơn. Khuyên người mệnh Tân Mão hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ in hình 3 con linh vật Hợi, Mão, Mùi sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Sức khỏe của tuổi Mão tháng này thì không được tốt, mệnh chủ dễ bị thương ngoài da, có thể bị bỏng, cọ sát. Khi dùng nước hay là lửa thì cần đặc biệt cẩn thận để tránh tổn thương không đáng có. Tử vi tháng 3 âm lịch. Tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cho thấy sức khỏe của con giáp này đã dần có những biến chuyển tốt hơn. Công việc thì bộn bề lo toan, con giáp này chịu áp lực từ nhiều phía nhưng chưa biết cách hài hòa nên tự cân bằng được cảm xúc, cũng giảm bớt được những khó khăn đang bủa vây xung quanh mà hoàn thành công việc. Thời gian này thì có nhiều cơ hội cho bạn thể hiện mình, khiến cho tuổi Mão trở nên nổi bật hơn hẳn so với những người khác. Song đừng vì thế mà tự cao tự đại, bản mệnh cần phải học cách cẩn trọng và thực tế hơn trong những hành động của mình, đừng thấy lợi mà ngã lòng. Tử vi tháng 4 âm lịch, tài vận của tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch sẽ bắt đầu chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Con giáp này cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về các vấn đề sức khỏe. Thêm nữa, dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng nhưng khả năng bị ngã, bị thương do va đập, cọ sát của con giáp này khá là cao. Đi đường hay làm gì thì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí cho bệnh viện. Để giảm tà khí, sát khí, hạn chế bất phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe, các bạn tuổi Tân Mão hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an may mắn, tránh được vận đen trong năm 2020. Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Tân Mão gặp phải không ít khó khăn, vận trình biến động khá là lớn. Con giáp này thường phải đối mặt và xử lý những sự cố bất ngờ phát sinh khi bị tiểu nhân giấu mặt chơi xấu. Nếu không học được cách bình tĩnh và kiềm chế thì dễ mắc thêm sai lầm. Bản mệnh nên bình tâm để phân tích kỹ càng mọi vấn đề, đồng thời dựa vào đó để tìm ra phương án xử lý hiệu quả, kịp thời báo cáo lên cấp trên để xin sự trợ giúp. Tử vi tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch thể hiện sự tụt dốc trên con đường tài lộc không mấy khả thi. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập trong tháng của bản mệnh.
Khoảng thời gian này thì bản mệnh dễ gặp nhiều sự cố bất ngờ phát sinh. Khi xử lý vấn đề, có thể do nóng vội hay là chưa có kinh nghiệm nhiều mà con giáp này dễ mắc phải sai lầm trong tiểu tiết, dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Bản mệnh cần phải dồn sức tập trung hơn cho công việc, đừng nghĩ rằng những chi tiết nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Những lỗi sai dù nhỏ nhưng góp lại cũng thành cả một vấn đề lớn, đừng bao giờ mắc lại cùng một lỗi. Về phương diện tài lộc, do sai sót nhầm lẫn trong công việc nên con giáp này dễ bị thiệt hại về tiền của do phải đền bù tổn thất, thu nhập cũng phần nào bị giảm sút khi các khoản lương thưởng bị cắt bớt. Bản mệnh nên cân đầu chi tiêu để tránh thiếu trước hụt sau. Tử vi tháng 7 âm lịch, bước qua tháng 7 âm thì tháng cô hồn, sức khỏe khá là tệ, chẳng thấy chút nào sáng sủa đáng vui mừng. Còn về phương diện sức khỏe, con giáp này khi ra ngoài nên chú ý an toàn, nhất là khi tham gia giao thông, để tránh bị tai nạn bất ngờ gây ra những tổn thương lớn đối với sức khỏe sau này. Tử vi tháng 8 âm lịch, người tuổi Tân Mão tháng 8 này không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, bản mệnh sẽ có thu nhập tăng tiến bất ngờ. Người làm đầu tư kinh doanh, buôn bán bất động sản hay là chơi cổ phiếu thì trong tháng này hoàn toàn có thể tin vào mắt của mình, tin tưởng vào sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền lớn. Bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh sang lĩnh vực mới, tìm cách thu hút lượng khách hàng mới, từ đó thu về lợi nhuận ở mức tốt hơn. Để kích tài lộc, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp, tài lộc cũng theo đà mà phát triển. Trong công việc thì bản mệnh cũng gặt hái được không ít thành công, nên lưu ý dành thêm thời gian cho các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí với đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai. Tử vi tháng 9 âm lịch, trong tháng 9 năm 2020 âm lịch, tuổi Tân Mão sẽ đón nhiều tin mừng về tình cảm, sức khỏe cũng tốt hơn trước rất là nhiều. Về tình cảm thì có thể có chuyện hỉ trong nhà, có tin vui, sẽ có thêm người trong nhà. Đây cũng sẽ là quý nhân của gia chủ tuổi Tân Mão. Về phương diện sức khỏe thì tuổi Tân Mão không gặp bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng cần phải chú ý hơn đến chất lượng giấc ngủ, nên sắp xếp công việc để nghỉ ngơi đúng giờ, đừng ham vui mà thức khuya xem phim đọc truyện, vừa ảnh hưởng đến da, vừa khiến cho tinh thần căng thẳng và mệt mỏi. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng 10 này sự nghiệp của tuổi Tân Mão có những chuyển biến theo hướng tích cực, vẫn đang tiếp tục trên đà tăng tiến. Còn xét về công việc thì tuổi Mão hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của bản thân mình mà hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, mang về thành công cùng với lợi nhuận khổng lồ. Nhờ thế mà con giáp này sẽ giành được cơ hội quý báu để kéo tiền về nhà. Tử vi tháng 11 âm lịch, xem tử vi tháng 11 âm lịch năm Canh Tý của tuổi Tân Mão, con giáp này sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin không mấy may mắn về tài lộc, ngay cả sức khỏe cũng nảy sinh vấn đề. Sức khỏe của tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 11 này không được tốt lắm, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm theo mùa, bị cảm cúm, đau đầu thường xuyên, nên dành thời gian để tăng cường luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng cho mình. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng chạp năm 2020, vận trình của tuổi Tân Mão, mọi mặt đều không được như ý muốn, bóng đêm bao trùm, hung vận bủa vây, con giáp này khó lòng đạt được ý nguyện của mình. Trong cuộc sống hàng ngày thì con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình mà dễ gây đổ vỡ với mọi người. Bạn dễ dàng bùng nổ, tức giận với bạn bè, người thân, người yêu của mình, không quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Tâm lý xảy ra nhiều biến động, áp lực thì căng thẳng đè nặng. Nếu không nhanh chóng tìm cách giải tỏa áp lực cho mình thì con giáp này sẽ càng mắc thêm nhiều sai lầm và đắc tội với mọi người, mất đi chỗ dựa về tình cảm. Để cho mọi việc của bạn được hanh thông hơn, hãy sử dụng thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925. Mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi 12 con giáp. Trong cùng là âm dương bát quái có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho bạn có được công việc hanh thông, tài lộc thăng tiến. Cuối cùng là hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Xem tổng quan tử vi 2020 của tuổi Tân Mão, bản mệnh trong năm đạt được nhiều cơ hội thành công trong việc làm ăn, kinh doanh, chuyện tình cảm thì chuyển biến chậm.
Để đầu trợ cho tuổi Tân Mão nhiều việc vượng trong năm nay thì bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc là dây bát bảo tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ may mắn. Có điều sức khỏe của con giáp này năm Canh Tý không được tốt cho lắm, đường công danh sự nghiệp tuy cũng có tăng tiến phần nào nhưng phát triển không được bền vững, dễ gặp phải trục trặc, trong phúc có họa. Phong thủy cửu cung phi tinh 2020 cho thấy cung chính Bắc trong nhà năm nay ảnh hưởng nhiều đến những chuyện liên quan đến thị phi hay là rắc rối trong công việc gia chủ nên đặc biệt lưu tâm. Ở vị trí này trong nhà năm nay kiêng kỵ tiến hành sửa chữa hay là động thổ, cũng không nên dùng đồ màu xanh lam xanh lá, nếu không sẽ có thể thu hút vận tiểu nhân mang tới những chuyện thị phi thất thiệt, sự nghiệp khó về tiến bước. Sao lục bạch chủ về hoạch tài quý nhân trong năm 2020 sẽ bay vào phương Đông Nam. Người tuổi Tân Mão có người đưa tay giúp đỡ thì nên lưu ý tới phương vị này trong nhà. Nên giữ cho nhà cửa ở vị trí này được thông thoáng, tránh để đồ đạc bừa bãi, khiến cho các luồng khí bị tắc nghẽn. Có quý nhân muốn giúp mà cũng lực bất tòng tâm. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Tân Mão Thái Tuế Phù là mùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.